Vâng, và chào mừng anh em quay trở lại 500 Bros Studio, và chúng ta cùng đến mắt thứ tiếp theo dưới cặp trận OG Forze. Mắt đầu tiên thì các thành viên Forze đánh bại thành viên OG với một tỷ số khá đậm, một cái chiến thắng áp đảo để cho Forze trên map pick của mình. Và liệu rằng Smart Inferno đánh map pick của OG thì họ sẽ có thể comeback được hay không đây? Bởi vì nếu như để thua Forze, họ sẽ là team đi tiếp, họ sẽ là team có một tấm vé đầu tiên ở vòng bảng này để đi tiếp ở giải ESL Prix 14. Đây sẽ là không một đội hình khá đẹp của OG. Vẫn đang có tận 3 người đứng ở mid thôi. Alexip với cả cái tên Vade là người sẽ lên cho mình những quả bò. Còn ngược lại sẽ ba cái giáp 1. Chiến thuật bò trườn khá hiệu quả đến từ OG. Ngược lại bên Forze thì có đó Jerry có một khẩu lục đôi đồng đội drop ra. Kensi thì lên một hai quả flash cũng như là có mình một cái kit nữa. À mà giờ thì sẽ là một quả smoke. Flit là người đứng ở khu vực lầu A. Jerry nhá ra một bom rồi thì không thể có double kill. Flame Z headshot Jerry ngay sau đó. Đưa tình huống về là 4v4. 4v4 có thể vì có OG. Cùng xem nào, họ đang có một cái lượng đồ khá là đầy đủ. Và chúng ta cũng xem nào, họ đang sở hữu mình đó là 2 flash này, 2 smoke. Kèm theo đó là thêm một quả decoy. Bên phía của Forze thì người cầm kit sẽ là anh chàng Kensi, kèm theo đó là hai quả flash. Bây giờ thì flash búp ra từ vị trí của OG rồi kìa. Có vẻ như thành viên của OG chưa lường trước đứng phía đứng ra, nhưng Flamez đã con cái đầu Amazon đang cố gắng bắn. Kensi có một mạng, còn bây giờ anh chàng Flit có vẻ như cũng ăn một việc lóc vào mồm rồi. Vào đi, mặc dù một chàng xóa vẫn xin được cái mạng của Flit. Ai vẹn mà, đó là lợi thế của thủ tịch OG. Và liệu Alexip anh ta có muốn làm theo mạng nữa không đây? Vào đi với 5 HP vẫn đủ để có thể headshot được một người. Đó là vị trí nhà Zote. Kensi sẽ có rất nhiều điều phải làm và không còn bất kỳ một cơ hội nào cho Kensi nữa. Không thể gấp đôi Kensi, và đó sẽ là 1-0 cho OG Sport. Có vẻ như là các thành viên OG sẽ không muốn bỏ sở sớm trận đấu này đi ăn phở mà sẽ chiến đấu đến cùng mà thôi. 1-0 cho OG Esports rồi. Một lợi thế cho Rapid Stone. Và đây sẽ là cơ hội để họ lên con số 2. Rào thằng Pistol đầu tiên, mạng Inferno đã thuộc về cho OG. Còn ngược lại thì Forze họ hơi đáng tiếc một chút cho tình huống vừa rồi thì 2v3. Chút nữa thôi Forze đã có thể làm được rồi. Chúng ta cùng xem nào. Đây sẽ là round đầu fog bài của Forze thôi. Vẫn sẽ là những cầu DE cũng như Zote thì có cho mình là một khẩu sực cao. Không thể coi thường được những vũ khí này, nhất là khi đây là Forze. Đội tuyển có rất nhiều player trẻ và đôi tay rất to. Đây sẽ một round nhảy lầu, chẳng có ba người thì cũng lầu A đến từ OG rồi. Flit có mấy đây? Flit chết chay. Còn làm ra là người có cho mình cái mạng của Flit rồi. Flit xin có double kill. Nico kết thúc vị trí của Kensi, không chính xác là Vandy. 2v5 mờ. Quá khó để cho Forze có thể detect được cho tình huống đây. Có lẽ đi xếp súng rồi. Quyết định hợp lý đến từ Forze. Nhưng liệu có xếp được không thì đó cũng là một vấn đề khi mà thành viên của OG Sport họ cũng đang có ý định đi bắt. Và với thế di chuyển này thì có vẻ như là họ sẽ xếp được thôi. Người gần nhất vị trí của các thành viên OG đó là anh chàng Jerry. Thì đang ở khu vực chuối, và bây giờ thì Nico đang có một tình huống một bắt bớ. Zote cũng kê sẵn họng súng ở đây. Và cùng xem nào, sẽ là tình huống hỗn chiến mà thôi. Zote còn cho mình 69 HP và viết off base scan vào đội bắn. Bây giờ thì nó đã trúng vào người vị trí của chàng Nico rồi kìa. Nico không còn khỏe mạnh nữa. Ui vào đi ơi, sao lại di chuyển như thế, lại cả Mantu nữa. Nào Nico có chết đâu, hôm nay may quá, có vẻ như là không chết. Và bây giờ là tình huống bắt súng kiểu nịp chăng. Nào, Zote vẫn còn sống. Alexip, Flamez, Nico và đây rồi. Alexip ngã xuống trong cuối cùng. OG Sport có vẻ như họ rất chơi thân những người bên NiP, cho nên là cũng học được tactic bắt súng của đội tuyển này rồi. Rào đấu mà những tình huống cuối cùng thì có vẻ như OG bắt súng không thành công cho lắm, nhưng không sao cả, đó vẫn là một chiến thắng dành cho OG thôi. Một bài nhảy lầu khá hay đến từ OG khiến cho các thành viên của Forze rất khó để có thể kiểm soát được. Đây tiếp tục sẽ là một round đấu nữa mà Forze họ sẽ eco khi mà Zote vẫn có sở cao sẽ được đấu trước thôi. Và liệu là với những khẩu súng lục này cũng như một khẩu sở cao cho Zote có đủ để cho Forze tạo nên một đột biến hay không, khi mà OG điểm qua mặt trang bị họ đang nhỉnh hơn quá nhiều. Sau hai round đánh bom xe A thì rất có thể đem tiếng xét bài bom xe B. FlameZ sẽ là người tăng tẳng vào khu vực bom xe B rồi. Đi đầu nhảy rất nhiều, FlameZ có bị kiếm mạng của Jerry. Bom xe B đã clear, nhưng có Jackson có người, đó là cái tên Flitz. Nico một tí quán xuyên smoke headshot đi Kensi rồi. 3v5m, rào thắng thứ 3, tôi nghĩ nó thuộc về cho OG.
Một round thì đấu vẫn cực kỳ nhanh chóng và nhanh như cái gì thì có lẽ tôi sẽ không cần nhắc lại nữa. Mantu ở đây cũng đã headshot Amazon xuyên qua smoke và bây giờ thì sao đây? Có lẽ nào là OG Sport họ sẽ có cho mình một round thiếu chiến thắng mà không mất bất kỳ khẩu súng nào hay không? Round thi đấu này thì có lẽ là việc OG Sport họ đã có được bài học từ trước đó nên sẽ không dại gì mà cố gắng đi bắt súng các thành viên của Forze nữa để chạy vào bảo toàn những cái mạng này mà hơn. Đây rồi, người dừng ngược lối, mỗi người một lối đi. Nhưng vào đi thì vẫn có ý định là làm câu đi yêu hỏa lực bên phía của Forze Sport. Nào cũng xem nào, đây rồi, tên người một không thể có được mạng, một khẩu AK đổi một khẩu Scout. Lời hay lỗ đây. Một khẩu AK đổi một khẩu sờ cao. Anh đánh giá nếu mà xét về lượng tiền thì anh cảm thấy là vẫn đang lỗ. Rất lỗ Hưng ạ. Nhưng không sao hết, với lượng tiền này thì OG họ vẫn có thể bài thoải mái thôi, cũng như 4G. Đây sẽ là một key round quan trọng của họ. Khi mà họ nhìn hơn một chút về mặt quả lực, có một khẩu ốp trên người của Zote rồi. Còn bên kia thì Aixip cũng như Flamzy đều bắn trung bình, nó những khẩu mát 10 thôi. Khí mà nếu như đối chọi với những khẩu M4 bên phía 4G thì có lẽ họ sẽ thua thiệt hơn một chút. Vẫn đang là một áp lực vô hình lên khu vực chuối đến từ OG. Họ đã control được khu vực chuối gần rồi. Quyết định của 4G sẽ là bỏ chuối khi mà thực sự cặp đôi bom sai B, đó là cái tên Jerry cũng như Amazer, họ không nên tốn quá nhiều tài nguyên ở khu vực chuối này khi mà chỉ có hai người bên 4G trấn thủ bom sai B. Jerry cũng là Amazer, hai player chấn giữ bom site B thì lượng bom của họ không còn là quá nhiều nữa. Flash trả vào quá trắng, Alexip bò vào và có vẻ như Forze chưa nhận được thông tin này. Đây rồi, một cái mạng cực kỳ là ngọt nước cho anh chàng Alexip. Và thí sinh tiếp theo, ui ui nướng 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 nướng. Không còn bất kỳ một cơ hội nào cho Amazer nữa. Và bây giờ bom site B hoàn toàn clear, chống mờ chống hoạc. Mantu đặt bom và OG Sport họ sẽ có cho mình vào điều tương tư mà thôi. Không còn cơ hội nào cho Forze nữa, ba người của họ sẽ gần như không thể retake nổi và họ cũng không hề có ý định muốn retake trong round thi đấu này. Bài đánh rất hay của OG trả ra một quả smoke chạy đi trong sai và hai người đó là Alexip cùng với cả đội quanh đấy di chuyển cùng nhau vào khu vực còn Jackson và bắt được cái tên Jerry. Và quá khó cho Amazer khi anh chả khác gì như cá nằm trong giọ cả. Một tình huống mà Amazer đã bị tổ quê mấy bắt ở khu vực bom sai B. Và đương nhiên rồi, round thắng thứ tư đã thuộc về cho OG. Tỷ số sẽ là 4-0. Vẫn đang là một lợi thế rất lớn dành cho OG ở ngay giai đoạn đầu tiên của map thi đấu Inferno này, map pick của chính họ. Cứ OG thi đấu với cả phong độ này thì rất có thể map thứ ba nó sẽ có. Nhưng mà thực sự cả hai bên, cả 4G cũng như OG, họ đều bắn rất tốt ở giai đoạn đầu tiên của map pick của chính họ. Mirage thì chúng ta có thể thấy thì cái thành viên phía của 4G họ cũng dẫn khá sâu trước thành viên bên phía của OG. Họ dẫn tỷ số đó là 7-2. Sau đó mới có những tình huống gọi là dãy dụa đến từ nguyên phía của OG. Cơ hội để lên round điều chiến thắng thứ 5 trước đang hiện ra ngay trước mắt các thành viên của OG Sport. Và trong những khoảng thời gian đầu tiên này có thể thấy rằng sức mạnh tình bạn phần nào đó đang tiến hóa lên là sức mạnh gia đình, power family. Chỉ khác một điều là Alexip là người dẫn đầu sức mạnh tình bạn. Còn bên phía OG thì không có player nào tên là Dominic Toretto cả. Một round thi đấu bây giờ thì Forze họ cũng đã khá là dồi dào về mặt hỏa lực rồi. Có ốp trên người của anh chàng Zote. 4 player còn lại thì vị trí trong Fleet anh ta có lại được cho mình đó là một khẩu AK. Cùng xem trong round này ai sẽ được chiến thắng. Đây khi vị trí OG Sport Mantu vẫn chưa cầm trong mình thành thượng phương bảo kiếm, anh ta sẽ cầm rifle để đi tăng mà thôi. Đang có tình huống tràn lên và Alexip cũng rất chi là hổ báo, đang dẫn đầu đoàn đua ở khu vực middle này. Tạm thời thì vẫn đang có người kề ở khu vực Ice, nào cùng xem liệu anh chàng Alexip có check ra không đây. Smoke trả vào, ui Flame Z tăng tảng và Flame Z đã chính thức lên bảng điểm số. Nhưng Nico đã đổi mạng là thành công. Bây giờ thì có một tình huống móc từ phía trên Cherry nhưng vẫn chưa chết được ai cả. Kessin lắc đặt, Kessin có ai, Kessin là ba mạng và bây giờ thì đó là câu chiến thắng cho Forze. Đang cực kỳ rõ ràng ở đây. Baudi ơi, anh ấy 1v4 hơi khó một chút xíu nha, mặc dù anh ta có 5 mạng. Tuy nhiên thì 4 player của Forze có thể gọi rằng có phần ở đó cũng khá là vào form, nhất là đến từ vị trí của Jerry cũng như là Kenshi rồi. Phải nói đó thực sự là một tình huống đẩy chuối quá của cặp đôi bên phía 4G. Thằng mình rất chuẩn và khiến cho OG họ bị quay lại của middle này.
và chỉ còn đó với tên Vandy là người còn sống thôi. Và có lẽ là Vandy sẽ cố gắng giữ được trục mình khỏi AK trong cái giáp 2 này chăng? 40 giây, thời gian vẫn còn đó nhưng quả bom rơi quá sâu. Gần như đầu thắng đầu tiên đã đến cho 4G rồi. Một round đánh, một round mà 4G bắn quá chủ động. Vẫn đang cố gắng lùng sục player sống sót cuối cùng của OG, đó là anh chàng Kenzie này. Nhưng hiện tại thì Vandy đang góc đứng khá đẹp trên khu vực lầu. Round thắng đầu tiên nó đã đến cho 4G, tôi có thể nói là như vậy. Và tỷ số tạm thời rút ngắn xuống còn 1-4 cho 4G, khoảng cách vẫn là 3 round cho OG. Họ vẫn đang là người có cho mình lợi thế ở map pick của chính họ, map Inferno. Một round bắn mà Kenzie có một cái triple kill. Một tình huống đẩy chuối khá hay. Vẫn có thể full buy thoải mái từ OG thôi với lượng tiền này. Round đầu tiếp theo sẽ là một key round. Một key round rất quan trọng của OG. Và liệu là round đấu này thì OG có thể gia tăng khoảng cách không đấy? Sẽ là những round thắng dành cho 4G. Flame Z hùng hổ la vào bắn như một vị thần, nhưng cuối cùng anh ta lên bảng như một cái gì, tôi nghĩ anh em đều có được câu trả lời cho riêng mình rồi. Nico có vẻ như là cái gì đó cũng hơi thất vọng trong cái round thi đấu vừa rồi. Bây giờ thì OG Esports họ có một cơ hội để có thể làm lại, để có thể lên cho mình được 5 round thi đấu trước. Tuy nhiên thì họ sẽ cần phải cẩn thận hơn, vì rõ ràng là với một tình huống 4G Esports họ có đầy đủ hỏa lực thì OG cũng đã bắt đầu có những cái vết xước nhỏ nhỏ. Không sao hết, anh nghĩ là OG họ vẫn có thể thoải mái bắn thôi. Ta nhìn qua lượng tiền một chút đi, rất thoải mái, từ ngoài ra sao vẫn có thể bài được. Đây là OG đẩy tận 3 người ra chiếm chuối. Hai người đang có vị trí đứng cường khu vực đầu chuối. Ngay sau bức tường của đó có thể Flame Z mà giờ check và Flame Z nằm xuống rồi. Màn tù đổi mạng là nhanh đó nhưng vẫn là một thế trận 4v4. Bộ đôi bom xe bế vẫn là cái tên Jerry cũng như là Kenzie là đối thủ. Màn tù có 42 HP thôi, và liệu đây có phải là một round đấu mà OG họ đánh nhanh bom xe bế không đây? Thì tôi đang thấy cả 4 player phía OG đang đều đứng ở khu vực đầu chuối rồi. Đang căn timing để trả đồ cũng như là buff flash để vào xài, nhưng Jerry trên tay ấy đang là một quả flash trắng rồi, trả ra một sờ mốc. Nhưng Kenzie bóng đứng tủ điện đẹp của Kenzie đứng cường. Kenzie có một, Kenzie có hai, Jerry headshot đi Nico và Kenzie có cái triple kill cho anh ấy, 2-1 cho 4G. Những round thắng liên tiếp đến, và điểm nhấn round thắng vừa rồi đó là cái tên Kenzie. OG Sport round thiếu này họ vẫn còn cơ hội để làm lại khi lượng tiền nhìn chung vẫn là còn khá đủ. Mỗi player đều có cho mình một lượng tiền ổn từ 4.000 hoặc 5.000, thì đó là một con số giúp OG có thể full buy trong round thiếu này mà thôi. Vâng, lên được con số 2 và coach của 4G đang cười thực sự là rất tươi. Và với từng nụ cười tỏa nắng này thì 4G Sport có tiếp tục tỏa sáng được trong round thiếu thứ 7 hay không đây? Ta vẫn chưa thể biết được là liệu team nào sẽ có cho mình được 5 round thiếu đầu tiên. Để tôi còn có dịp được chúc mừng những anh em đã dự đoán thành công chính xác. Eco với một tình huống thiên thạch rơi trúng đầu thì chỉ còn lại cho mình hy vọng 44 HP mà thôi. Cùng xem là liệu OG họ sẽ đánh bài đánh ra sao đây. Đang dồn khá đông lên đó là khu vực mid đồ. Bom thì vẫn đang cầm ở T-Bay. Họ vẫn có thể dồn về bom xài B được nếu như muốn. Khi round quan trọng của OG, chúng ta có thể thấy là lượng tiền của OG sau 2 round thắng thông đi, họ quá giàu. Liên tiếp những round thắng mà họ gần như là chỉ mất một súng thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng tiền của 4G. Có một người đẩy chuối rồi, đó là cái tên Jerry. Còn đây thì sao, Matu đã được lộ sự tách lên, lộ tiếng chưa? Tôi nghĩ đã lộ rồi. Vị trí đứng mà rất khó để OG thể đoán được. Anh chàng Jerry này bò trườn như một chú chuột vậy. Jerry đã gây ra một áp lực rất lớn lên OG khi mà đã còn khoảng 40 giây nữa thôi, OG vẫn chưa thể chiếm được chuối. Một đội hình tôi đánh giá là hơi tù đến từ OG. Đầu bom trả ra chiếm chuối, nhưng Jerry có một, Jerry có đôi. Zote là người có mạng của Nico, triple kill cho Jerry rồi. Những tình huống bắn toàn mặt là mặt rồi. Mantu là người sống sót cuối cùng. Jerry đẩy ra cầm USP quá cục. Mantu kết thúc Jerry, nhưng 20 giây quả bom rơi xấu hết rồi. Zote là người dứt điểm để Mantu. Round thắng thứ 3 đã đến cho 4G. Đang là những round thắng liên tục đến từ 4G. Sau lên được con số 4 rồi thì OG vẫn đang có những bước gọi là hơi chậm chững. Họ đang chững lại. Thì để 4G thắng thông 3 round liên tiếp.
Alexim có một quả flash bóp ra và ngay lập tức những player của họ mới là những người trắng. Tính như vừa rồi là có một cái tiếng gì đó trong tai nghe, không biết là có phải tiếng raid của một player nào đó hay không. Nhưng mà bây giờ thì OG Sport họ đang cực kỳ là nghèo. Những học sinh nghèo vượt khó, đối đầu với bên kia là những anh nhà giàu vượt sướng. Jerry có cho mình khẩu AUG và anh ta ngay lập tức có cho mình cái mạng mà thôi. Double kill Jerry, triple kill, chưa thể lên được 4 cái mạng. Và bây giờ bom xe B tạm thời thuộc quyền của sóc OG. Họ đặt được quả bom này thì đó đó có... đó có thể coi là một thành công đối với họ rồi. Bom đã được đặt rồi. Đây là một round OG Eco thôi. Eco là đầu sau hoàn toàn có thể full buy nhưng mà không thể có bất ngờ. Alexip có một nhưng không thể làm được đôi. Ơi đáng tiếc cho Alexip. Tình huống đó Alexip mà có được cái double kill thì vẫn chưa thể biết trước được điều gì xảy ra đâu. Mantu cầm Glock. No op. Flip cũng rất cục khi vác luôn của USP ra bắn với cả Mantu. Bốn đều rồi. Thế trận đang rất giằng co và căng thẳng ở map thứ hai này giữa 4G với OG. Nếu như 4G thành chiến thắng thì họ gần như đã có cho mình được một suất đi tiếp ở bảng đấu này. Còn ngược lại, anh cảm thấy là OG nếu mà như để thua cặp trận với 4G thì những đối thủ tiếp theo của họ cũng khá dễ thở thôi. Khi mà trước đó những đối thủ mạnh đó là GA, đó có thể nói là VP, những top team thế giới thời điểm hiện tại thì OG đã đều đả bại được họ. Cái việc mà OG để thua trước 4G nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều lên cái số điểm mà OG tại đang có. Tuy nhiên với việc nếu như mà chúng họ có được bất kỳ một team nào bây giờ có được 3 round, 3 game thi đấu chiến thắng trước thì họ cũng gần như là sẽ chắc suất để vào vòng trong. Và em với bản thân em thì cũng đang khá mong chờ một cuộc đối đầu giữa các thành viên của OG đối đầu ở team Ants. Mặc dù bây giờ Ants đã đổi khác khá là nhiều và Ants cũng không còn sự ủng của Alu nữa, tính chất trận đấu này nó không còn hay như trước. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái gì đó khá hoài niệm khi Alexip quay trở lại với đội tuyển cũ để cùng xem mà liệu có được sự tiến bộ nào hay chưa. Và bây giờ cũng quay trận rồi, Kenshin đẩy ra khá là cục súp nhưng Flamethrower không để cho anh chàng này cục thêm. 4v4. Bây giờ anh chàng Split là player đang ở khu vực chuối và đã có sự backup trở lại đến từ chú chuột Jerry. Chạy cực kỳ nhanh và đang có cực kỳ nhiều đồ để trả ra. Các thành viên của OG Sport cùng xem mà liệu họ có ý định xem muốn lên khu vực bom site A hay không. Khi mà có vẻ như thế này Forze đang trấn thủ B là cực kỳ kỹ càng. Quyết định là bỏ mid đến từ Forze rồi. Khi mà họ đã đẩy hai người ra khu đầu chuối sẽ chiếm ngược lại chuối thôi. Thông tin được trả về rất nhiều dành cho Forze. Nhưng ngược lại cặp đôi bom site A của họ đang có mình vị trí đứng không được đẹp lắm. Amazer sẽ là người bắn ở pit và một người đang kề nối là Zote với cậu Úc trên tay. Lượng bom mìn hiện tại của Amazer và Zote gần như đã hết rồi. Nhưng Zote vừa có một tình huống pick thành công khi có cho mình cái mạng của Flamzy. Jerry đẩy chuối căn tâm mình đi đẩy. Quay! Một mạng không tham làm. Quyết định hợp lý đến từ Jerry rồi. Rất bình tĩnh và giặt ra có double kill, bom đã rơi. 1v4 dù cho đây có vẻ là Nico GA đi chăng nữa chắc chắn là sẽ chết. Ơi tình huống bắn của Jerry đạn hết, ơi đáng tiếc. Nhưng không sao cả, Amazer kết thúc Nico rồi. 5-4 cho 4G. Họ lần đầu tiên vừa lên dẫn trước trên chính map tích của đối thủ, map Inferno. Lên một mạch 5 round thi đấu liên tiếp. Và tôi xin chúc mừng những anh em nào đã dự đoán chính xác, đã đặt niềm tin của mình đúng chỗ. Đó là 4G Sport. Và bọn mình sẽ sớm đó là trả lại những cái đồng coin cho anh em mà thôi. Và nếu như anh em nào thì hiện tại anh em vẫn đang thừa coin hay anh em vẫn đang còn cỏ thì mong là hãy tiếp tục tặng cho bọn mình những cái cỏ đấy để trận đấu này sẽ được lên. Đó là những cái tạp tịnh ngành tiếp theo. Zote và Fritz liên tục co mạng, đó là hai cái đầu tục Flip sẽ cũng như Nico vào đi cũng đi theo những cái đồng đội của mình. Mantu và Alexip là hai player cuối cùng còn lại của team Original Gangster. Và cùng xem nào, Alexip cũng không còn sống nữa. Vào đi, à chính xác là vị trí của chàng Mantu thì có lẽ cũng chuẩn bị hòa nhập, chuẩn bị gọi là đoàn tụ với những người đồng đội của mình ở trên thiên đường mà thôi. 42 HP quá khó, thêm quả lỗ đốt vào, bánh trưng rơi góc giữa đường, không còn cơ hội nào cho Mantu cả. Bom bủng cầm rất nhiều trên người nhưng không được trả, đó mà điều đáng tiếc dành cho Mantu. Thêm một vài phỏng vấn khá lâu rồi thì cái thời kỳ mà đi vào cuộc thi đấu cho Charles, anh ấy đã từng chia sẻ là anh ấy sẽ không bắn ốp bên phía T-side map Inferno đây. Bởi vì thực sự bắn ốp bên phía T-side Inferno thì khá thiệt.
chúng ta để thấy là OG thì họ vẫn đang lên cho mình khẩu súng to thôi. Chỉ có mình Nico phải bắn một khẩu DE. Sẽ là 4 khẩu AK và quả lực thì Pauji đang nhỉnh hơn khá nhiều. Jote tình huống ăn flash vẫn cố gắng căn thăm mình để first pick, nhưng Mantu và người di chuyển chính xác hơn. Kenshi có được cường trên khu vực lò, vị trí khá đẹp ở phòng sáng đấy thì anh chàng Kenshi đây đang là gây ra những áp lực ở khu vực mid thôi. Nhưng mà hiện tại thì 4G vẫn đang rất chủ trương một lối bắn cường trên lầu. Đó là Fleet. Kenshi đẩy mid rồi, cái thang binh đẩy của Kenshi nó quá ảo. Thực sự là như vậy, nhưng không sao hết khi mà Nico headshot đi Fleet, Mantu hạ gục đi Kenshi. 3v5. Bom xạ AI hiện tại của thì bên phía 4G đang clear. Có một người đang bách về, đó là cái Amazer. Đang có dấu hiệu muốn đi đẩy cái Jerry rồi. Lại là những đôi chân thầm lặng lên trên chân Jerry này, nhưng ở trong side thì Vandy bắt được Amazer rồi. Bom xạ AI của 4G đã hoàn toàn clear. Một người ở thư viện, một người giờ mới đẩy chuối thì có lẽ là Mantu sẽ kê lại thôi. Tôi nhìn về tình huống này, Mantu kê lại rồi. Mantu headshot đi Jerry. Một round thắng tôi đánh giá là hoàn hảo cho OG. Tôi nghĩ là OG không nên đi bắt súng, khi mà thực sự tình huống bắt súng của OG ở trong trận đấu này chúng ta có thể thấy là nó khá tối. Những tình huống bắt súng mà đều mất đi khoảng từ 2 đến 3 súng mới có thể bắt súng đối thủ. Cùng xem nào. Ui, một rồi. Một súng, liệu có súng thứ hai? Súng thứ hai. Ấy rồi, tham lam à. Ấy, không được đâu nhá. Không được đâu, không được đâu. Ôi rồi ôi, đi bắt một khẩu ốp nhưng cũng rơi đó là hai khẩu AK và to. Ui mày quá, không rơi được khẩu nào. Mình lên trên là headshot anh chàng này thành công. Nhưng mà cái lượng tiền của 4G bắt súng nó gần như chả có xi nhê gì cả. Khi mà có những player em để ý không nhầm thì bây giờ đã có khoảng 15-16 ngàn tiền rồi. Thế thì bắt súng nó cũng có được cái gì đâu. Không thể hiểu nổi OG Sport họ bắt súng mà lại còn thua. Mà bắt súng trong một pha mà cũng không đáng nữa. Không ổn, không ổn một chút nào. Nói thì bảo điều nhưng mà thực sự thì tôi đã nói rồi mà, OG để bắt súng ở trận đấu này họ cứ gặp một cái điều gì vậy. Có vẻ như là một cái điểm không lành này cho OG. Họ đều mất khoảng từ 2 đến 3 súng, tình huống vừa rồi suýt chút nữa thôi Flame G đã phải nằm xuống rồi. Nhưng rất may cho anh ấy là viên đạn ốp của Jote nó lại vào chân. Điều đó viên đạn ốp vào người thì chắc chắn rồi, Flame G sẽ nằm. Rất có thể OG không bắt được súng mà lại còn mất súng cơ. Người đi bắt súng lại là người bị mất súng, thế nó mới đau. Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Còn cách chỉ là một giao đấu thôi. Chúng ta vừa được nhìn hai cái bím tóc của Jote trông rất đáng yêu. Hai cái bím nhìn phải nói là cực kỳ nhí nhố đến từ anh chàng Jote này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Các thành viên OG Sports sau một khoảng thời gian để 4G đè đầu cưỡi cổ thì họ đã có cho mình đó là những cái dấu hiệu muốn chơi game trở lại. Và cùng xem là liệu rồi mọi chuyện sẽ lại đi đâu về đâu. Các thành viên của 4G Sports, lượng tiền của họ vẫn có thể chơi được trong khoảng 2 round thi đấu nữa. Bây giờ thì Flamez sẽ là người tăng vào trong bom sai. A đang có 3 player của 4G. Vị trí quay trong pit trên thân chân thủ chân đầu. Và bây giờ Amazer cầm AUG ra xin nhẹ cái mạng lên ship. Nhưng Mantu không để Amazer có double kill. Có lẽ sẽ là một tình huống gọng kìm vào bom sai A hay chăng? Có vẻ như là không. Khi mà các thành viên của OG Sport họ lại đang có ý đồ lánh lên khu vực bom sai B. Hai người cầm bom di chuyển vào khu vực chuối. Do te nhìn chung vẫn đang thi đấu là khá ổn. Jerry ở đây lôi khẩu súng ra, nào rút súng ra. A từ từ đã. Khi mà bây giờ sẽ thấy gọng thì vào khu vực bom sai B. Nico có bạn Jerry trước đó vào đi đã phải ngã ngựa. Do te bắn hụt biệt ọp và anh ta đã phải trả giá. Bây giờ thì các thành viên của te họ tính sao đây? Chỉ có lẽ đó là vị trí của trong flip ba thôi. Kenshi trước đó nó ngã ngựa rộng xuống của chàng Nico. Một mét đài flip, anh ta có quá nhiều điều bắt trong cái ngay chính xác là trong cái giải thi đấu này rồi. Anh ta hoàn toàn có thể làm được khi mà vị trí của Nico bây giờ cũng chỉ còn là đo 12 HP. Và liệu có muốn cắt tay không đây? Tiền đang còn nhiều thì sợ gì anh ơi? Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì đâu? Bây giờ thì không việc gì phải ngại cả. Nào, vẫn đang cố gắng gọi là dấn dứ chần chừ. Tuy nhiên với tham minh này thì có lẽ đó sẽ chiến thắng cho OG Sports rồi. 6 đều mà thôi. Tình huống mà Flick định phách tiếng đi xếp súng để bắt thêm người nhưng mà rất đen. OG họ quá tỉnh táo đi, cặp đôi Mantu với Nico không tham lam, quyết định là kề rồi. Khi mà Nico đã yếu rồi, phải kể đến là một tình huống mà Flick trả quả bom ra hơi đen. Nếu anh trả quả bom sớm quá,
một giây rồi có lẽ người đặt bom đã chết. Khi mà người đặt bom anh nhìn không nhầm là cái tên Nico đã yếu rồi. Đấy, còn cho mình 10 HP. Liên tiếp tiếng đồ súng nổ ra và chúng ta để thấy là OG họ không hề ngán cái thể bên phía 4G. Nhưng tình huống đọ tay, họ cũng có cho mình những player tay rất to. Để kể đến đó là Nico Bell. Đó là sẽ là cái tên Flame G. Và cả Vandy nữa. 6 đều rồi, thế trận khá là giằng co. Nhưng đây là lúc mà OG bắn bên phía T-side. OG là người có mình lợi thế hơn một chút thôi. Rào đấu mà rất có thể OG sẽ nhảy lầu rồi. Nhưng mà 4G bất ngờ bách về. Có một người bom xây B bách về. Bắn ma A. Trong sai có người Jerry có mình một mạng double kill và triple kill cho Jerry. Vẫn là anh chàng này, vẫn là vị trí đó. Và đó là ba cái mạng cho Jerry. Alexi với Mantu hơi khó để xử lý thôi. Khi quả bom rơi quá sâu cho hai play có sống sót của OG round 7 đang đến rất gần cho 4G. Alexi headshot được Kenzi. Vẫn còn cơ hội cho 4G, à chính xác là cơ hội cho OG. Tuy nhiên thì thực sự không phải là quá nhiều. Các thành viên của 4G Esports thì họ đang dồn gần như là tất cả 4 người của họ về khu bom sai A. Bởi vì cái bánh trưng rơi đây rồi thì không có lý do gì để bắt những cái tình huống khác nữa. Vừa rồi chúng ta thì thấy rằng Zote có cho mình hai cái bím tóc tết khá là đẹp. Nếu như TweetZZ chúng ta có lệnh là CL tóc đẹp, thì bây giờ anh chàng Zote sáng chế một cái lệnh nữa là CL bím đẹp. Bím tóc nhá, không phải là cái gì khác đâu anh em nhá. Anh em phân biệt rõ ràng. Bởi vì thật ra thì quê tôi người ta cũng gọi cái đấy là những cái bím. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn thôi. 4G Esports họ sẽ lên cho mình đó được round hiệu thứ 7. OG họ vẫn đang phần nào đó hơi khó khăn trên chính cái map pick của bản thân mình. Khá là ngộ nghĩnh và đáng yêu trong câu nói của Hưng. Thực sự là như vậy Hưng ạ. Hai vest 4 đi giúp súng hợp lý thôi. Rào thắng thứ 7 đã đến cho thấy bên phía của 4G rồi. Tỷ số hiện tại khoảng cách chỉ là 1 round, khá mong manh. Nó là vừa đủ để giúp cho các vị 4G có thể nghĩ đến một thắng lợi 2-0 trên đội của OG. Mặc dù trận đấu của chúng ta vẫn đang diễn ra một cách khá là ban căng. Chúng ta được chiếm ngược lại một tình huống sấy quá tốt của Jerry với khẩu AUG triple kill. Nico thì công nhận là người hơi ngấy. Anh em công nhận tôi không? Nhìn Nico công nhận người hơi ngấy thật. Đây sẽ là một round đấu mà thì biến thức của OG chủ động trên chuối rồi. OG đẩy đến tận 4 người ra. Nhưng chỉ cài được một người ở chuối là Kenzi thôi, bắt buộc back về. Sẽ có một người back up về cùng bom xe A, đó là Tiên Amazon. Một flash quá tốt, Kenzi có một có đôi. Một quả flash cực kỳ hay của Flip búp ra để cho Kenzi pick người. Rồi tể ở đây thì bắt được tên Nico bom xe A rồi. Kenzi có triple kill, chỉ còn mình Van Der còn sống. Khi mà đồng hồ của chúng ta vừa điểm qua 1 phút 15 giây. Toàn đi bom rơi sâu quá là cô độc để từ anh chàng này Pet 50 cô có đây bom không thể làm gì được. Đúng là như thế nhưng mà giờ headshot đi Van đi. Rào thắng thứ 8 đã thuộc về 4G rồi. 4G Esports chắc chắn sẽ có được đó là cái dẫn trước sau khi cái lượt first half này kết thúc mà thôi. Và liệu họ có thể chuyển hóa được cái lợi thế hay không? Khoảng cách thì chắc chắn sẽ là một round trở lên. OG Esports đây sẽ là round thi đấu mà chắc chắn rồi họ sẽ phải thi đấu với tất cả khả năng của mình. Bao nhiêu bài vở có lẽ sẽ tung ra hết. Để qua đó là có một chút những cái lợi, một chút những cái gọi là níu kéo cho first half, chính xác là níu kéo cho second half. Để cái trận đấu này không bị đi quá xa, dù sao đây cũng là map pick của họ. 4G thì có vẻ như là với việc được thi đấu online, ở trong cái giải thi đấu này thì họ lại đang thực sự thi đấu quá là tốt. Liên tục gạt giò và thậm chí có thể đánh nhau cho OG. Zote kéo ọp ra, ui nhưng mà cái tình huống kéo ọp này nó lại hơi sai một chút xíu. Cho nên là chàng Vandy đã tận dụng được và tặng thẳng anh chàng Zote một viên đạn vào mặt, điểm chỉ không thương tiếc gì hết. Đó là thế hơn người. Và bây giờ sẽ là ném bom vì hòa bình. Anh chàng Blitz, anh ta chỉ có một bàn thôi. Và sau đó thì Nico quả lửa đã thiêu cháy. Bom sai A đã clear rồi kìa. Và cố gắng đặt bom từ vị trí của OG. Bom không chỉ còn gì nữa. 3 vết 4 ư. Khó rồi, thực sự là rất khó. Mantu đã là đúng đẹp. Mantu headshot đi Jerry đưa tình huống về là 1 vết 4. Double kill cho Mantu. Và cuối cùng Vandy được kết thúc Amazer.
Rao thắng thật không thể tin nổi đến từ cặp player bên phía của OG. Tỷ số tạm thời nó sẽ là 8-7 cho cặp player bên phía của OG. Ta sẽ cùng nghỉ ngơi ít phút mà thôi trước khi cùng đến với lượt thi đấu second half nha anh em. Redemption, time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebirth's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come. You're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, but pack your bag now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, 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 out. Stand up. Save your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They're waiting for you, take aim, shoot your arrow. It's your time to shine, show them who you are. Stronger, gotta go faster. Gotta get better, gotta work harder. It's fight or flight now, getting it up now. Go with the mold, go for the goal. Lead up the stadium, you know it's gonna stand up. Takes to fight back. Don't stop until you black out, out, out. Bên cạnh bên phía OG và bên phía City Side thì liệu mọi chuyện có khác hay không đây, khi đây là map pick của chính họ, map Inferno, một map mà thực sự đối thủ của OG đặc biệt 4G bắn thi đấu rất tốt. OG họ có cho mình để chiến thắng đó là 80%. Một tình huống đẩy mid rất nhanh, Vani có double kill và làm gì được headshot đi Zoti rồi. Kenzie có một, Kenzie có hai, hết đạn rồi và Kenzie nằm xuống bởi Vani. Còn đó là Amazer còn sống rồi. Amazer kịp thời có bên cái mạng của Nico. 1v2, 19 HP, bom rơi xấu và có lẽ mọi thứ đã có kết quả rồi. Khả năng cao tỷ số sẽ 8 đều thôi nếu như Amazer có thể cứu một quả tràng. Vandy lạnh lùng dứt điểm thì Amazer và 8 đều. Hai round thắng Pistol và Material Inferno đều thuộc về OG. Và liệu nó có đủ để tạo tiền đề cho kéo trong cặp trận BO3 này về map tiêu thứ 3 hay không đây? Hoàn toàn có thể làm được. Và nếu như mà OG Esports họ có thể đưa trận đấu này về cái map thiếu thứ 3
Mountain Overpass thì dự kiến đây cũng sẽ là map thi đấu khá là căng, khi mà cả hai team họ đều đang có một cái tỷ lệ thắng thông số giấy tờ là khá ổn, 75% với OG, trong đó 4G là 79. Và bây giờ chúng ta cùng xem nào. OG Sport họ có một round thi đấu khá là tốt và bây giờ lượng hỏa lực của họ là ổn. Bên phía của 4G thì sẽ rất chấp vá mà thôi, với những khẩu đóng đinh và điểm xuyết vào Dora, Mazer và Kenshi là những khẩu Mark 10. Bây giờ thì cùng xem nào, các thành viên của OG Sport, hỏa lực của họ lợi thế là vượt trội hoàn toàn. Tuy nhiên cũng không thể khinh thường 4G Sport được, khi mà họ cũng đang thi đấu là tốt và đây còn là map thi đấu của OG. Flame gì được người có mình cái mạng của Jerry rồi, mở ba tanh công. Đây sẽ là một round đấu mà 4G gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù mặt hỏa lực họ cũng không kém quá nhiều với OG đâu. Kenshi đẩy ra có một quả flash đùm ra quá tốt của Zoti, nhưng mà cái tên Vandy ở đây thì làm cho mình cái mạng của Zote rồi. Clip trong sài kết thúc màn tu và Amazer có mình cái mạng của Vandy. Flame gì kịp đổi một hai vẽ tài vẫn còn cơ hội cho OG. Đừng bảo với tôi là OG để chung một round với đối thủ chỉ phóc bài thôi. Alexip kết thúc thì chúng ta Amazer, và đây một người đứng ở dưới pit là Kenshi, 5-7 Flame gì 9-8 rồi, thoát hiểm thành công. Comeback là đây chứ đâu, để đối phương dẫn trước 8-7 ở lượt first ad. Và bây giờ sang bên phía City Side, OG đang dẫn trước tỷ số 9-8. Đào đầu sau, 4G sẽ vài eco thôi. Còn số 10 đang đến rất gần cho OG rồi. Cũng phải nói rằng là OG Sport trong round thắng vừa rồi họ cũng đã gồng hết tất cả các loại cơ lên rồi. Nhưng mà suýt chút nữa thì họ cũng đã để thua. Và bây giờ ra thi đấu của 4G, họ vẫn sẽ có một lượng hỏa lực có thể nói là phần nào đó cũng tương đồng round thi đấu trước. Thậm chí là hơi hơn một tẹo khi mà vị trí của Almazer cũng như là Kenshi đang có cho mình hai khẩu Galil. Thì những cái khẩu súng này bắn tầm xa thì chắc chắn là nó sẽ có phần nào đó lợi thế hơn so với Mark 10 round thi đấu trước rồi. Flash trả ra và thêm cả một quả lửa nữa tạm thời là lùi bước. Và bây giờ thì các thành viên bên phía của OG Sport có một người đang có ý định mọc, đó là vị trí của chàng Nico nhà các thành viên 4G nên cẩn thận đi. 4G quyết định để chơi tới bến rồi. Họ tiếp tục bài cố hai khẩu Galil cũng như là những khẩu DE. Nếu có đủ hay không đây, bom đủ set, bắt đầu tăng bom sai B rồi. Và đi có mình cái mạng của Jerry. Và làm gì kết thúc là mà giờ. Và đặt đầu súng nổ ra rồi, Kenshi kịp đổi một Alex Simi là người có mình cái mạng của Kenshi. Zote headshot 1, Zote có double kill cho Nico. Nico đẩy tới nơi rồi. Liên tục với DE sượt đến từ anh chàng Zote này. Có vẻ như hai cái bím tóc không thể giúp cho Zote có thể clutch thành công. Và bàn tù lạnh lùng dứt điểm thì Zote, tỷ số nó sẽ là 18 cho OG thôi. Thật ra thì cũng phải nói là những cái lệnh bím tóc đẹp thì nó vẫn là mới. Nó vẫn chưa thể nào bằng tóc đẹp bình thường được. Và cái gì mới chúng ta vẫn cần thời gian. Và bây giờ thì cũng xem lại một chút round thi đấu này. Có vẻ như là những tình huống tóc đẹp. Để ý đúng là những player có tóc đẹp thì thường bắn có phần nào đó hơi thăng hoa một chút xíu. Tuy nhiên thì sự thăng hoa ấy vẫn chưa đủ để níu kéo cho 4G một round chiến thắng. Và bây giờ thì OG họ đã có cho mình 10 round rồi, hơn hai con số. OG bây giờ thì cùng xem nào, hỏa lực của họ vẫn là vượt trội so với 4G. Và nếu vẫn thi đấu ổn định thì OG sẽ lên cho mình được con số 11 trước mà thôi. Nhưng mà những fan của OG đều phải thót tim ở những round mà 4G họ chỉ fork bài thôi. Phải nói thực sự là như thế. Mantu một vị trí đứng cường bít nhà đen lộ ra rồi, nhưng Mantu có một, Mantu quá yếu không thể sủ, nhưng Vandy mới là người hỏng thủ chính cơ. Vandy có một double kill, không thể có triple kill. Lại một tình huống đưa về là hai vé này. Bây giờ những khẩu súng to 4G họ đã nhắc được rồi. Blitz có một khẩu M4, còn Zote đó là một khẩu AUG. Rất khó để cặp đôi bom xe về Alex Ship cũng như là Flame gì back về có thể gì tách được quả bom này. Khi mà Zote với Blitz lượng bom mìn của họ đang là khá đầy đủ. Còn ngược lại với OG hết sạch bom rồi, sẽ phải đẩy vào thôi. Zote góc đứng quá đẹp dưới pit ở trong side, đó là cái tên Flit, một vị trí đứng kẹp treo cho nhau. Bắt đầu tăng vào trong side rồi, và đây Flamzy là nạn nhân đầu tiên nằm xuống. Alexis với khẩu AUG trên tay nên suy nghĩ đến lựa chọn đi xếp súng rồi. Xếp chắc chắn là một sự lựa chọn khả dĩ hơn, khi mà thời gian không còn là quá nhiều, kèm theo đó vị trí của trận 4G thì họ cũng đã có những vị trí đẹp rồi. Cái tình huống mà hai thành viên bên phía của team 4G Flip và Zote đi xếp súng pha vừa rồi thì làm em nhớ đến một cái highlight. Đó là một trận đấu giữa Gambit Esports và đội tuyển nào đó em không nhớ tên.
Thì khi mà các player cuối cùng họ cũng xếp theo phong cách vừa nãy thì lập tức đô xe nó giã ngay một quả nết vào và nó đánh trực tiếp vào kinh tế của đối thủ. Tuy nhiên thì rất tiếc là trong tình huống rồi thì vị trí Alexip cũng không có một quả nết nào hết và tình huống đó đã không xảy ra. Một round thi đấu nữa thì trận đấu này sẽ về được vạch xuất phát là 10 đều. Đương nhiên rồi. Có lựa trả ra rất hay và hợp lý. Đây sẽ là một tình huống Amazon được stack sớm lên. Đầu chuối. Đó là rất quan trọng của Pozzy. Ngược lại với phía OG thì sao? Sau liên tiếp ra mà họ hơn được một bản lực thì đây là một ra mà họ yếu hơn so với cả Pozzy. Có đó là Mantu và Alexip có những khẩu súng to thôi. Còn lại thì Vani bắn một khẩu bờ PG, còn hai khẩu súng lục trên người của Flamzy cũng như Nico nữa. Rất khó khăn cho OG. Nếu như họ để thua Pozzy, họ đứng trước ngưỡng cửa để có thể vươn lên dẫn trước. Mà đầu đấu sau khả năng cao khi mà OG thua họ sẽ phải eco. Bạn cũng có thể chỉ đứng rất đẹp. Bắt bài bắn 3 về. Nhưng quả bom của 4G đang có dự cầm ngược về Cupido rồi. Rất có thể đây là một tình huống định fake B đánh A, gây áp lực lên khu vực đầu chuối và sau đó chuyển hướng đánh cho bom sai A của OG. Vẫn là 5v5. Jerry đang cầm một khẩu áo đi đầu và vị trí vào đi có một khẩu MP9. Đây rồi, khẩu súng mới đa lên tiếng, một mạng không thể làm được cái mạng tiếp theo. Khi mà hai player của bên phía Team Fortress tràn ra và không có cơ hội nào cả. Hỏa lực của OG trong round này khá yếu và đi có một khẩu CZ đang một mình chống Mafia. Jerry đang cố spam, Flame Z thì cũng không phải là có quá khỏe máu nữa. Đây rồi, khẩu CZ không thể làm được bất kỳ một mạng nào cả. Bonsai A đã chính thức mở cửa đón chào bên phía Forze vào đặt bom. Kenzie Fit thì nhỏ lên tiếng và anh chàng tóc đẹp vào đây cũng đã headshot Alexip. Đó là 10 đều mà thôi. OG Esports lượng tiền của họ trong round này thực sự đang là khá yếu. Rất bàn cả 10 đều rồi. Round đấu sau khả năng cao OG họ sẽ nghĩ đến việc với Inco. Và được xem lại tình huống bắn rất tự tin đến từ các player bên phía Forze. Chủ động tìm đối thủ chứ không đợi đối thủ tìm mình. Rất ai. Đây sẽ là một round đấu mà OG họ sẽ eco thôi. Khả năng cao thì 4G sẽ lên được con số 11 nhưng không có bất ngờ nào xảy ra, đẩy lâu chăng. Nên là như vậy, ở những round đấu eco này thì còn gì để mất đâu. Kenzie đang bỏ ở mid, đang mình chuẩn thì Nico sẽ có một. Đúng là như vậy, khi mà Flip vừa bắn vào mặt của Nico. Có một, chắc là một trong mơ thôi. Hai người đứng kẹp chéo trên lầu. Và thành viên của 4G vẫn không biết điều này. Flit đang là người lò mò lên màu và liệu có trách vị trí của Vandy hay không đây. Không trách rồi, không trách là sẽ có súng và đúng là như vậy. Vandy là người có một khẩu M4, lợi thế là đầy chữ đầu nhưng Amazer ngay sau đó dứt điểm đi Flame gì. Vẫn đang là những tình huống mà Bozy đang cho chúng ta thấy là sau khi để đối phương bắt được súng thì họ sẽ có những cái tên đổi người ngay sau đó. Tuy nhiên bây giờ thì bom sái B không còn bất kỳ một ai của OG canh giữ cả. Và đó sẽ là một cái free win cho bên phía Forze mà thôi. Vị trí của Fit ngã xuống nhưng bom sái B không có người thì làm cách nào để OG có thể thành chiến thắng. Nhặt được cho mình một khẩu M4 thì sẽ là cố gắng đi xếp. Để round thi đấu sau thì cái lượng tiền của họ được giảm tải phần nào. Và liệu các thành viên Forze Sport có đi ở vết xe đổ của OG trong round thi đấu trước. Đó là đi bắt súng. Nhưng mà theo phong cách của Nip hay không? Vị trí của Almazer thì người khả dĩ nhất anh chàng này có thể bắt đó là anh chàng Mantu với một khẩu P250. Và liệu đây đã lộ ra vị trí rồi, Vandy ngã xuống và thậm chí là còn không giữ được bất kỳ một khẩu súng nào đến từ vị trí của OG ạ. Và họ sẽ phải bài tất tay mà thôi. Vừa nãy thì có một vài anh em nhắc cho mình vừa rồi trận đấu giữa Gambit và Immortal. Rất cảm ơn anh em. Bây giờ cũng quay trở lại trận đấu này thôi. Forze Sport họ đang dần dần gọi là làm chủ trở lại cái map thi đấu Inferno này. Vẫn đang là hai cái bím tóc rất đẹp đến từ anh chàng Jote và nó thực sự là như vậy, trông nó rất đáng yêu. 11-10 rồi. Lợi thế đang nghiêng cho Pozzy. Sẽ là một giao đấu mà chỉ có Pozzy bắn tận 4B thời điểm ban đầu. Rất nhiều đồ đạc trả ra B và liệu chiếm được hay không đây thì chỉ có một người duy nhất ở middle đang trấn thủ, đó là Mantu. Quay ngược lại phóng thẳng lên mid rồi và liệu OG bách bách về kịp hay không. Có Mantu trong side rồi, một vị trí đứng của Mantu khá đẹp nhưng Vandy một tiếng bắn xuyên sớm bậc kết thúc dầu tê. Nico trên chay trên nghĩa địa có người, Mantu có một rồi. Jerry bắt được một người bách về từ khu vực
đó là mid đồ đó anh chàng Vardy. Màn tú có triple kill và chỉ có mình đó Jerry còn sống thôi. Jerry giặt giặt có cho mình cái mạng Alex ship, nhưng trong sai đây là cái tên màn tú một lần bắn quá bay, đó là Wada kill bốn mạng cho màn tú. Một pha quẩy bom sai à quá dẻo và cực kỳ khôn khéo đến từ anh chàng màn tú. Tỷ số là 11-1 rồi. OG phát điểm thành công. Bây giờ phải cân bằng tỷ số với OG 11 đều. Một mạng nữa là có cái ace rồi. Tuy nhiên thì với việc có qua ra cái tốt, ui hơi quạo đến từ vị trí coach của 4G. Tuy nhiên thì 4G họ cũng phần nào đó thoải mái hơn một chút mà thôi, bởi vì dù sao nếu có ngã map 2 thì vẫn còn map 3. Khi mà trở trong map thì đầu tiên map đội Mirage, các thành viên của 4G Sport họ đã thi đấu là cực kỳ tốt. Đây sẽ là một round thi đấu mà hỏa lực của OG Sport vẫn có một chút những sự thua thiệt đến từ vị trí anh chàng Nico. Và Nico ở trong Inferno này thì phần nào đó đang hơi thọt, khi mà anh ấy vẫn chưa thể lên được cho mình đó là 10 mạng mà đã ngã xuống đó là 18 lần rồi. Lại một lần nữa Nico gì ra thấy cái khả năng xoay chuyển thực tế họ hay như thế nào, gây áp lực chuyển quay ngược về mid đầu và 5 người đang kẹt lại ở mid rồi. Vandy lại một lần nữa, Vandy thì vẫn xuyên sờ mông có double kill. Đây có phải Vandy hay không, phải là người lấy vô đây, triple kill rồi. Kenzie kịp đổi cái mạng của Vandy, nhưng mà trước đó ba dù đội anh ấy đã phải nằm xuống. Double kill cho Kenzie, còn 16 HP thôi. Trên lầu có người, đó là cái tên Fleet. Nhưng ở dưới pit vẫn còn đó anh chàng Nico béo. Nico phải bắn khéo, nếu không bom say out của OG sẽ thủng. Một tình huống Nico rất khôn khéo trả ra một quả smoke. Lộ tiếng rồi, biết đối thủ đang bò vào gần. Nhưng Fleet di chuyển cực kỳ hay. Bom say out đã clear, bom được đặt. Cặp đôi bom say bế bách về Alexi và Flamzy xử lý như nào đây? Kenzie yếu rồi, nhưng Kenzie đang chọn cho mình một góc đứng cương chỏm đầu. Một góc bắn chỏm đầu đến từ Kenzie. 2v2, các thành viên của 4G họ hơi yếu một chút về lượng máu và ui quả lửa trả vào và thêm cả những viên đạn bồi vào thì cơ hội nào cho Kenzie đây. Fleet là player cuối cùng sống sót và Fleet không thể tạo nên những điều bất ngờ. Và bây giờ thì OG Sport họ lại một lần nữa dẫn trước với tỷ số cách biệt một round 12-11. Vẫn đang là cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên thì OG Sport họ có một chiến thắng thì lượng tiền của họ cũng chưa được cải thiện quá nhiều. Còn 4G thì bây giờ họ không khác mấy là những anh trọng phú cả. Bao đi một round thiếu tỏa sáng. Và cuối cùng thì đó vẫn là chiến thắng sau cùng cho bên phía của Original Gangster. Chiếm ngược lại tình huống bắn phải nói là cực kỳ tốt đến cửa hàng cả hai bên. Bên phía 4G đó thì anh chàng Fleet Kenzie, ngược lại với phía OG chúng ta không thể nhắc đến anh chàng Vandy rồi, không thể không nhắc đến, chính xác là như vậy. Tình huống xuyên sờ mốc chẳng khác gì những con level nhập cả, quay và đẳng cấp, nhất là khi đến map Inferno nữa, một map mà có lẽ anh em chúng ta đã quá quen thuộc với những tình huống bắn xuyên sờ mốc của con level rồi. Đây sẽ là một round đấu mà 4G vẫn có đủ tiền bài, nhưng nó rất là kỳ là quan trọng của họ khi có đến tận 3 play yếu tiền rồi. Chỉ còn Jerry với cả Kenzie, nếu như round thua là round đấu này thì round sau vẫn có thể được bài thôi. Ở lead bỏ trượt cực kỳ khéo di chuyển từ lâu ra và đang có cho mình vị trí đứng đẹp ở mid rồi. Góc đứng mà Flit sẽ tạo ra được rất nhiều đột biến. Mantu lần này mới là người đánh cơ với Mantu. Không thể giành chiến thắng trước Flit. Và bom Saya hiện tại của OG đã quay rồi. Hai người đứng dưới pit, một người đứng pit nhỏ là Vandy, một người đứng pit lớn đó là cái tên Nico. Liệu Nico có chạy nữa hay không đây? Vandy lộ ra tiếng rồi. Một tình huống Vandy dính lửa, nhưng mà Nico lần này thì bị Kenzie bắn chết. Flit có double kill, Vandy nằm xuống rồi. Bom Saya đã thủng hoàn toàn. Ba người bắn A và không có bất kỳ player nào bắn được bom Saya của OG đổi được mạng cả. Đều tình huống chết chạy. Cặp đôi bom Saya B, Alexis và cả Flamzy bắt buộc phải đi xếp thôi. Tỷ số 12 đều. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra quá bàn căng phải không hả Hưng? Đúng là như thế, nó khác biệt hoàn toàn so với cả trận thi đấu ở map đầu tiên. Khi mà Mirage thì đó gần như thành viên 4G Sport hủy diệt hoàn toàn thành viên của OG. Thì bây giờ OG Sport và 4G đang cùng với chúng ta một trận đấu thực sự là cực kỳ ngang tài ngang sức. Danh rất nhau, đó là từng round thi đấu một. Bây giờ chúng ta lại có một tỷ số là 12 đều. Quá căng thẳng. Cái tỷ số hòa này thì tôi biết là anh em trong đầu đang suy nghĩ đến một con số khác. Tuy nhiên thì bây giờ cùng xem nào. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ phải có một team sẽ bứt lên mà thôi.
Quyền tắt thiên cuồng thảm báo đến từ vị trí của Forze, và cùng xem với quyền tắt thiên cuồng thảm báo này, họ sẽ lên được số 13 trước hay là OG Sport mới là người chạm lên được con số này. Đó là những lợi thế về mặt hỏa lực dành cho thành viên bên phía của Forze, khi mà thực sự xét về lượng tiền thì OG yếu rồi. OG họ giữ được cho mình hai khẩu súng. Quyết định đưa ra từ OG sẽ như nào đây, khi Mantu với cả Vandy đều đang là những player quá yếu tiền. Vani thì có cho mình 1.400 thôi, con số quá ít ỏi. Quyết định của họ vẫn sẽ là bài, sẽ là một rào đấu bài cô đến từ OG rồi. Và liệu nó có thể đủ để có thể tăng đột biến hay không đây, khi Forze vẫn đang là người cầm chuôi rào đấu này. Họ có tận 5 khẩu AK, những vũ khí quá mạnh. Nó thực sự là như thế khi đối đầu với cả những khẩu DE. Đương nhiên những khẩu AK luôn là người có lợi rồi. Viên đầu tiên của DE không vào mồm đối thủ thì chắc chắn người đó sẽ nạp. Rất hiếm khi các player có cơ hội để bắn viên đạn thứ hai, vì đây đẳng cấp pro player. Một sai lầm nhỏ nhoi thôi, cái giá phải trả là cực kỳ đắt. Một tình huống bắn sơ tách đến tận hai người cùng bịt nhà đèn. Hai người đang đứng có cho mình vị trí rất đẹp trên mái nhà. Và liệu các thành viên của Forze có đoán được điều này hay không đây? Đang bắn rồi, Flamezet là người có mạng anh chàng Kenshin trước, vẫn đang thi đấu ổn định. Flamezet có double kill rồi kìa, Ivo ở đây cầm khẩu sọc lọ. Và có lẽ rằng là Forze sẽ không thể lên được số 13 hay không đây. OG Sport một round thi đấu mà các thành viên Forze họ định đánh nhanh nhưng mà bị chặn lại ngay lập tức bởi có quá nhiều chốt. Flamezet ở đây lên tiếng cực kỳ hay với một cái double kill, cùng với đó là sự góp vui của anh chàng Nico nữa. Alexip trước đó cũng làm cho mình một mạng, nhưng mà anh ta đã ngã xuống rồi. Jote, tôi không nghĩ là với Aura dù có tóc tai như nào cũng không thể giúp anh chàng này có thể clutch trong pha này đâu, vì nó quá khó. Mặc dù đồng ý là anh ấy đã có rất nhiều tình huống làm được mà nó khó hơn rồi. 1v4 và 4 phương 8 hướng đều có địch, đi đâu cũng sẽ gặp phải những cái chốt chặn mà thôi. Quá khó cho Jote. Chính xác rồi. Thực sự rất khó để Jote có thể xử lý tình huống này. Sẽ là một round đấu mà Jote sẽ mạch ngược về khu City và tiến chuyển khu chuối thôi. Đã có tín hiệu được báo hiệu là Jote đang ở khu City rồi. Một tiếng giạt ra, viên đầu tiên đã xịt. Có lẽ Jote bom sẽ được đặt. Nhưng một vết bố nữ băng qua luôn quả lửa. Quá chủ động, Vandy kết thúc Jote. Một rào thắng quá bất ngờ đến từ bên phía OG. Họ thoát hiểm thành công với những tình huống bắn tốt của anh chàng Flamzy. Một pha quẩy trên lầu khéo của Nico. Và đương nhiên rồi, chúng ta không thể nhắc đến một pha bắn quá chủ động của cặp đôi bom xe B với tên Vandy đẩy qua lửa và kết thúc Jote, khiến cho anh ấy không thể đặt được bom. Rào thắng thứ 13 bất ngờ nó đã thuộc về các thành viên bên phía OG. Coach của Forze mặt chưa giãn ra được một chút nào cả. Và đây sẽ là một round thi đấu có lẽ là cũng khá là quan trọng, khi mà lượng tiền của cả hai team nhìn chung cũng không còn là đầy đủ nữa. Nếu như team nào có cho mình được chiến thắng thì họ sẽ gần như có lợi thế là cực kỳ lớn. Forze nếu như ăn được round thi đấu này họ sẽ lên con số 13 và có thể là cả con số 14. Còn với OG thì họ sẽ có một cơ hội để có thể chạm tay được đến cái match point. Thế nào thì với cả hai team cái tính chất round này cũng quan trọng như nhau. Và cùng xem nào, hiện tại bom site B thì các thành viên Forze tạm thời họ đang không muốn ngó ngàng tới, và vị trí của anh chàng Flamezet solo bom B thì cũng khá là cẩn thận mà thôi. Bốn người của OG nhìn chung đang bắt bài lá khá chuẩn, và cùng xem nào, các thành viên của Forze chính xác bây giờ là được kênh kiệm lên. Vào đi đã thấy người rồi, ui dồi ôi, xếp hàng đó là hai cái đầu rất đơn giản mà thôi. Tiếp tục sấy, bắt đầu có những dấu hiệu thua của Forze, họ sẽ rất khó khăn để có thể tiếp tục chiến đấu trong round hiếu này nha. Tình huống thì chỉ phải trong sai nhưng Kenshin không hề lộ. Alexib có bí mạng của Blitz rồi nhưng Kenshin nằm xuống bị ban tu. Jerry đầy đổi được một rồi, góc đứng đã lộ và màn tu có double kill. Round tầng thứ 14 bỗng chốc thuộc về OG. Một tình huống sở tách cực kỳ hay của cặp đôi bên phía OG. Và người được sở tách lên đó là cái tên Vandy đã không uổng công của đội của anh ấy. Anh ấy làm cho mình được hai mạng và cứu được một người, chúng ta cùng xem. Vandy chỉ có thấy một cái chỏm đầu của Blitz thôi. Cái kết quả chúng ta đã thấy rồi. Vandy có double kill. Quá cháy. 14-12 rồi. Khoảng cách nới rộng lên 2 round. Và quyết định của Forze sẽ chơi tới bến rồi. Phọc bài. Nếu như để thua thì map thi đấu thứ ba của chúng ta sẽ có. Nhưng mà OG, round đấu này là một round đấu quá quan trọng với họ, một round đấu bản lề của cả trận đấu luôn.
Nếu như họ để thua thì Forge vẫn có thể comeback được. Còn nếu như họ thắng thì gần như map thứ hai nó sẽ thuộc về họ thôi. Tình huống băng ra rất bất chấp và các thành viên của Forge họ lao vào như những con thiêu thần. Lép có hai bạn cho Zote thổi mạo thành công và bây giờ bao điều đệ ra hốt quá đơn giản và tôi Flick cũng gỡ gạc lại chút xíu. Nhưng mà vẫn còn độ 3 người. Bánh trưng rơi thì anh ta đã nhặt được tụi kiếm 16 HP à. Hơi khó nha. Nào liệu có làm được không đây? Tôi nghĩ cần phải cho thêm anh này khoảng vài chục HP nữa thì mới có thể làm được. Và rất tiếc là không có bất kỳ một tình huống bút máu nào hết. Nico nhẹ nhàng kết thúc anh chàng Flick và đó là match point cho OG Sport. Cơ hội rất lớn để có thể lên được map thi đấu thứ hai, chính xác là gỡ hòa tỷ số 1 đều, qua đó đưa chúng ta tất cả những viewer vào với map thi đấu Overpass. Và trận đấu này đang thực sự là cực kỳ gay cấn, đang có khoảng hơn 10 triệu anh em theo dõi trận đấu này, mà mong là các bạn hãy tiếp tục đó là dành tặng cho bọn mình những cái cỏ để trận đấu này sẽ tiếp tục được đến với nhiều người hơn trên Nemo TV. Rất khó phải nói là như vậy. Nico headshot đi Amazer rồi. Vẫn quá chủ động đến đâu thì Dani có một nhưng không thể có đôi. Bông chốc mọi lợi thế ông gì họ có lại bị vứt đi hoàn toàn. Đang từ 5v4 nó quay trở về một phát, đó là 2v3. 4G đang là những người không có súng. Bông chốc có chuẩn bị tận hai khẩu súng to. Kenshi cầm M4, Zote cầm AK. Không thể tin nổi, không thể hiểu nổi. Thực sự là như vậy. Tôi không hiểu. Chuyện gì vậy? Bây giờ là 2v3, ui nó lại ngay lập tức thành 1v3 rồi. Zote bắn cháy quá. Và có lẽ là Forze sẽ lên cho mình được round thi đấu thứ 13 mà thôi. Vẫn chưa thể kết thúc được ngay trận đấu này và thậm chí là có những loạt thi đấu overtime nha. Không tin được nữa. Và bây giờ 1v3 Flamejet sẽ cố gắng đi xếp cho mình cái khẩu súng này mà thôi. Xếp được 1M4. Một round thua đây tai hại của OG, phải nói thực sự là như vậy. Chúng ta có thể coi là 4G bắn hay đi, để xóa mờ đi một chút nào đó những cái lỗi lầm mà OG họ đã mắc phải round đấu vừa rồi. Đây tiếc nuối, chiến thắng nằm trong bàn tay rồi nhưng OG họ vẫn nhạt. Bây giờ khoảng cách chỉ còn 2 round thôi và đó là hai cái match point duy nhất mà OG họ có. Hai cơ hội để dứt điểm map thứ hai này, map pick của chính họ để chúng ta vào map thứ ba, map Overpass, một map mà cả hai đội cũng thi đấu rất tốt. Phải nói thực sự thì Mirage Inferno và cả Overpass đây là những map team rất quen thuộc đối với anh em sân của Việt Nam rồi, không quá xa lạ với chúng ta nữa. Vậy nên phần nào đó thì cặp trận thi đấu giữa 4G với cả OG nó trở nên hấp dẫn hơn, cũng là do hai đội lựa chọn cái map pool nó rất gần gũi với cả nhân dân Việt Nam. Cũng phải nói là OG họ là một cái tên có thể nói là cũng đã gây được tiếng vang trước đó rồi. Nhưng mà trước đây tôi cũng đã nói thì OG nếu cộng đồng Dota 2, tôi nghĩ là anh em sẽ biết đến đội tuyển này khá là nhiều. Đó là NoTail, đó là Seth, Nathan Phạm cũng là Topson. Tôi thì không chơi Dota mà tôi cũng biết thì tôi nghĩ là ảnh hưởng OG nó lớn như thế nào. Flamejet đã xin được cái mạng của Jerry, vẫn có cơ hội để kết thúc trận đấu ngay tại đây đến từ vị trí của Original Gangster nha. Bây giờ Amazon anh ta lao vào, anh ta lao cực kỳ tự tin. Anh ta lao thẳng vào khu vực sạch A và bây giờ là một thế gọng kìm được diễn ra. Nhưng sao thì ở đây vẫn thi đấu là tỉnh táo. Kenshi qua một, Kenshi ơi, Kenshi không thể làm hai nhưng Fit đã gỡ gạc lại một chút xíu. 3v3, Zote lên tiếng. Bây giờ thì các đại biểu OG nó đang thương người, họ gỡ gạc rồi. Nico có một mạng nhưng anh ta cũng phải ngã xuống trở về với đất mẹ. Và Flamejet ơi, anh ta lại là player cuối cùng sống sót. Chơi sao bây giờ, muốn retake không đây? Có vẻ như là muốn retake, nhưng sẽ khá là khó nha. Và trận đấu này, cái cửa OT đang là rất sáng, 14-15 và tiền của OG không còn. Hết tiền rồi, về nhà ăn Tết chăng? Rất khó, thực sự là như vậy. Lượng tiền hiện tại của OG chỉ đủ để bay những cầu xuống lục rồi. Họ đã vung phí đi quá nhiều cái lợi thế mà họ có rồi. Cái giá phải trả thì ta đã biết. Nếu như để cho TV của 4G kéo lên OT thì lúc đó người mà có lợi mà về mặt tâm lý đó là 4G cơ, chứ không phải là cái tên OG nữa. Khó rồi, thực sự là hơi khó dành cho TV phía của OG. Với những khẩu DE này, liệu rằng sẽ có đột biến nào hay không đây?
cần những ngôi sao bên phía OG tỏa sáng. Đó có thể là Alex Ship hoặc có thể là anh chàng nhìn thấy đéo của chúng ta. Nico đang là player bắn cũng khá ổn bên phía OG, anh có cho mình 13 mạng rồi. Vandy chọn góc đứng cương lò. Tình huống của OG bắn bài khá chuẩn chỉ thôi. 3A và 2B. Khó thế nhở. OG Sport có vẻ như là họ muốn thi đấu overtime. Và bây giờ thì đã bắt đầu nhìn thấy có những dấu hiệu thằng bên for rẻ họ di chuyển ở hụt bomb site A. Nhưng mà bomb đang có bật B. Giò tề để first pick anh chàng Flame Z thành công. Và bây giờ thì sẽ khá là bắn căng. Một mình solo B. Nhưng mà for rẻ thì có vẻ như họ lại suy nghĩ hơi nhiều. Và họ đang có ý định sẽ di chuyển về bomb site A. Một người được backup trở lại. Đó là vị trí của anh chàng số 7, và bây giờ đây thì tôi nghĩ là không còn có cơ hội để OG kết thúc trong lượt điều chính thức nữa. Nó quá khó rồi. Nico đấy cố gắng độ spam, chính xác là cố gắng độ skill. Và anh ấy là người nhận phần thua thiệt. 2v5. Chúng ta sẽ có map thì chúng ta sẽ có overtime mà thôi. Tôi không nghĩ là sẽ còn kịch bản ở kết thúc ở trong round thứ 30 này nữa rồi. 15-12 và nó sẽ trở thành 15-15 rồi. Chắc chắn là như thế rồi. À mà giờ là cái bắt được Alexip và chỉ còn đó trên Mantu còn sống thôi. Mantu một mồm và đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho OG. 15 đều sẽ có OT, chắc chắn sẽ có OT rồi, và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi sau khoảng 1 phút đến 2 phút trước khi bước đến lượt OT của map thứ hai, map Inferno. Time for salvation. Today is meant to be day of victory. Time for history. Rebirth's a tendency. Fight the entropy. Channel your rivalry. You're praying for fortune to come. You're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack. Get back your back now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop until you black out, 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 out. Stand up. Your team, be a hero. Take home the cup, be a star. They're waiting for you. Take aim, shoot your arrow. It's your time to shine. Show them who you are. Stronger, gotta go faster. Gotta get better, gotta work harder. It's fight or flight now. Getting it up now. Go with the mold, go for the goal. Lead up the stadium, you know it's gonna. Stand up. Takes to fight back. Don't stop.
Vâng, và chúng ta hãy cùng đến với cả loạt OT giữa 4G và TV bên phía của OG thôi. Tỷ số chắc chắn rồi là 15 đều. 4G sẽ bắn bên phía T-side. Vẫn sẽ là 4 khẩu AK, 1 khẩu úp trên người của anh chàng Zote thôi. Bài tâm khá đáng hiểu của anh ấy. Vì hiện tại thì Zote đang có cho mình đó là 22 Brack rồi. Alexip và Lemzy ăn nết quá đau. Hai quả nết, một quả nết kéo đi Alexip còn 6 HP, Flamzy thì còn 50 máu. Khó chịu rồi. Liên tục những bất lợi dành cho OG. Hay là đầu tiên của OG này. Đã chiếm được chuối Alexip là cái comic mạng của Jerry. Ngay sau đó màn tù kết thúc Kenji 3 vs 5. OG gặp bất lợi về mặt nhân sự rồi. Zote còn 34 máu thôi. Tiếng Zote bị bắn yếu. Màn tù mà không đứng quá đẹp trên lầu. Và nếu có ai tò mò trên lầu này chắc chắn rồi nó sẽ là nạn nhân của màn tù thôi. 5 vs 3 và tôi nghĩ rằng OG họ nên thi đấu cẩn thận hơn. Vì nếu như mà họ muốn chắc kèo thì sẽ cần, rất cần cái chiến thắng này. Bởi vì chúng ta cũng không thiếu gì những trường hợp đó là họ chiến thắng ở khoảng 2 game đầu tiên, rồi sau đó họ dần dần trượt dài và cuối cùng thì mọi chuyện không đi đến đâu cả. Họ đã chính thức đó là phải tạm dừng cuộc chơi tại đây. Bây giờ thì OG đã có từ boost người lên, 3 người có 4G. Zote thì đã khá là yếu máu rồi, không có điều gì để mất trong cái round thi đấu này cả. Khi mà 4G họ vẫn có được một map thi đấu làm vốn, sẽ vào bom sai bề mà thôi. Chỉ Alexip vẫn đang khá là chắc cú. Flame Z búp lên, anh ta thấy có mạng ở đây. Đó là cái đầu của chàng Flint. Và bây giờ 2 vs 5. Team OG sẽ cứ thoải mái retake dòng chơi mà thôi, không có gì quá vội vàng cả. Và bây giờ Alexip anh ta làm cho mình cái mặt của Amazer. Trước đó thì Amazer bắn được Flame Z rất yếu đến từ vị trí Zote rồi. Tôi không còn một cái cơ hội nào cho vị trí 4G trong round này cả. Và đó sẽ là 16-15 cho bên phía của OG. Vào thắng đầu tiên của đội OT1 đã thuộc về bên phía OG rồi. 16-15 ở những loạt OT ở giải thi đấu ESL Pro Series 14 này thì cái lượng tiền nó sẽ là 16.000, một lượng tiền mà khiến cho các bên phía của cả hai bên bài được thoải mái thôi. Không cần phải lưỡng lự nghĩ ngợi nữa. Một số giải thì lượng tiền chỉ cộng là đó là 10.000 thôi. Thì đâm ra nhiều lúc các player bài ốp sẽ phải đắn đo nghĩ ngợi khá nhiều về cái việc nên bắn tới cùng hay là nên xếp súng. Tiền thì không phải là vấn đề trong những loạt thi đấu overtime. Và chúng ta cùng xem nào. Sức mạnh của tiền bạc chúng ta biết rồi, cực kỳ là khủng khiếp. Vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến yếu tố chiến thắng trong một game thi đấu CSGO. Bây giờ thì các thành viên của 4G, người đang yếu bom nhất là anh chàng Jerry, chỉ còn lại trong cái quả smoke. Trong khi đó bên phía bên kia thì đó là anh chàng Flame Z, không còn bất cứ một lượng đồ nào cả. Sẽ là solo bom side B đến từ vị trí của OG. Với vị trí của anh chàng đó là Flame Z ở đây để Mantu với một tình huống bắn ốp tốt. Dù có nhưng Mantu lại chết cháy ngay lập tức rồi kìa. 4 vẹn 4 vẹn đó là lợi thế hơn một người. Cái kẻ xinh qua mà kẻ xinh drop một kill và đi vào một mặt trận thành công. Và đi cũng thi đấu quá tốt, nó đập một kill xuyên qua smoke. Cơ hội nào cho bên phía của 4G đây. Và đó là 1 vs 1. 1 vs 1 rồi kìa. Nhưng bom rơi và vị trí của Vaudi có thể control được quả bom này. Vaudi đã bắn cho mình đó là 32 cái mạng rồi đó nha. 32. Không phải là 22 đâu mà là 32 rồi. Bắn cháy nhất bên phía của Original Gangster vẫn đang có định là sẽ hack não đối thủ. Liệu có hack chắc thành công hay không đây? 30 giây, Jerry đang dần dần tiến vào họng của Vaudi. Và đó là chiến thắng cho Original Gangster. 33 mạng rồi, 17-15 cho OG. Một tình huống bắn không tưởng của Vaudi. Thực phải nói thật sự là như thế rồi. Tôi cùng xem lại những pha bắn xuyên sờ mốc, cái cảm nhận về quả smoke của Vandy được quá tốt. Toàn mặt là mặt tôi. Một round đấu mà Vandy đã tỏa sáng rất đúng lúc để giúp cho thành viên bên phía của OG thoát hiểm thành công. Một round thắng không thể tin nổi. Phong độ hiện tại ở map thi đấu này của Vandy đang quá cao. 33 mạng là con số mà Vandy anh ấy đã trình diễn cho đến thời điểm bây giờ. 15-7. Không thể tin được là OG đã có thể thắng được ở round đấu vừa rồi. Khi 4G đã có quá nhiều lợi thế. Nhưng chỉ sơ sẩy thôi. Chỉ một chút tỏa sáng của cá nhân Vandy mọi thứ đều có thể xảy ra. Thì cô headshot và đi rất sớm rồi.
một lợi thế từ ngay cái phút ban đầu dành cho OG ở hơn nữa. Bandy ở đây có một đang bay mà rất là mồm, không thể có double kill. Kenshin đổi bảng Bandy ngay sau đó. 3v4, bom đang cầm ở mid, người đang cầm bom là cái tên Zote. Liệu Zote có thể tỏa sáng để giúp cho các thành viên của 4G vượt khó hay không đây? Kizeri đang là người bo chân khu vực bom say B. Đối thủ của anh ấy là cái tên Flame gì? Round đầu trước thì Zeri là người chiến thắng đâu này, sẽ là cái tên nào đây? Kenshin headshot Nico nhưng Mantu đổi mạng quá nhanh. Và đang bụng vào Zote liệu có ra được trong sai hay không đây? Quyết định là sẽ bỏ bom say A cho thành viên bên phía của 4G chiếm. Và thì muốn nhảy trách quá khó chịu lộ tiếng rồi. Bom sẽ được đặt thôi, 2v3 và chúng ta cùng xem nào. OG xử lý nhau đây. Flame Z cũng đã nhận được thông tin và sẽ back về khu vực bom say A sớm mà thôi. 2v3, lợi thế quá, lực cho OG. Họ cũng không có lý do gì để không đi take. Nhưng mà từ từ đã, mình chẳng Jerry ở đây đã móc máy và Alexip không còn sống trên cái bản đồ này nữa. Bây giờ thì đã trở thành 2v2 và họ cũng đã nhận được thông tin là trong bom say A bây giờ chỉ còn lại duy nhất một người. Nào, Alonso tổ quay hội đồng nào có gì nữa, nhưng mà ôi, Zote bắt quá cháy. Kèm theo đó là cả Jerry cũng đã về quá nhanh. 16-17, đó là tỷ số chúng ta sau cái lượt first sub của OT đầu tiên. Anh nghĩa, anh có nghĩ khả năng chúng ta có một cái OT2 hoặc OT3 không anh? Hoàn toàn điều đó sẽ xảy ra mà. Cái OT thứ hai nó cũng giúp cho phần nào đó cặp trận này nó trở nên kịch tính và căng thẳng hơn. Phải nói thực sự là như vậy. Khoảng cách bây giờ chỉ là một round thôi. Một cách khá mong manh, nhưng nếu như OG họ lên được con số 18 trước thì họ sẽ có cho mình những cái match point. Zote còn 4 HP, một tình huống mà Zote định tạo đột biến. Đó chút chút nữa thôi, anh ấy đã đột quỵ rồi. Vậy cái việc hiện tại bây giờ thì Zote còn 4 máu như thế này nó sẽ làm khó khăn nhất định cho 4G. Rất may là Zote là người cầm ốp. Một quả đếp trả ra, không đến Zote rồi, hơi đen. Trận đấu của chúng ta đang rất là căng thẳng và mình mong là anh em kênh chat chúng ta sẽ không có những tình huống spoil nhá. Có thể là đùa, có thể là thật, tuy nhiên thì việc bảo toàn trải nghiệm của người xem, mình nghĩ đó vẫn sẽ là một điều mà chúng ta nên hướng tới. Và bây giờ thì 4G Sport họ đang có rất nhiều, họ đang có những cái cơ hội. Tuy nhiên thì cơ hội ấy hiện tại đang gặp hơi một chút khó khăn một chút xíu thôi, nhưng mà từ từ Jerry ở đây anh ta có một bạn Esot vật đó, thậm chí còn là qua smoke. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi gì cả thì bây giờ OG họ đã mất đi hai người. 4G Sport họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để lên cho mình được con số đó là 17 đều. Vaudi đang bắn bay. Tuy nhiên các thành viên của 4G họ cũng đang vào form. Vaudi bây giờ anh ta đã lộ vị trí rồi kìa. Amazon còn lại cho mình 13 HP mà thôi. Nhưng mà OG họ vẫn đang yếu về mặt nhân lực và các thành viên bên phía của 4G. Ba người bom site A vẫn chưa có định sẽ muốn bách về bom site B để trợ giúp. 3v5 bất lợi cho OG rồi. Mặc dù Amazer với cả Zote đều là những thương binh, nhưng mà Amazer vừa có mình cái mạng của Vandy, Jerry kết thúc Nico 17 đều. Nó sẽ là tỷ số thôi. Khi Mantu cầm ốp 1v5 có phải là Sipo đâu. Có lẽ Sipo có thể làm được, nhưng Mantu thì tôi nghĩ là đầu ốp 17 đều rồi. Rất căng thẳng và bàn càng phải nói thực sự là như thế ở cặp trận thi đấu BO3 giữa thành viên phía OG cũng như là 4G. Tỷ số bây giờ map thứ hai đang là 17 đều, đang là con số khá là 5 ăn 5 thua. Ai sẽ là người vượt đây con số 18 trước đây và họ sẽ có cho mình một cái match point để có thể dứt điểm map thi đấu này. Nếu như đó là cái tên 4G thì họ có thể có cơ hội kết thúc trận đấu này luôn. Khi ở map thứ đầu tiên, map Iris, họ đã đánh bại thành viên phía OG một cách phải gọi là áp đảo hoàn toàn. Flame Z đã first pick được bạn Chan Jerry thành công. Và đó là Kenshin đã trả thù ngay mặt. Kenshin có double kill. 4G đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể lên cho mình được con số 18. Và từ từ đã nhà đầy rồi, đó là Fleet. Mantu đã đưa Kenshin về với miền đất mẹ. Nhưng mà vẫn còn đó là 3 player của 4G. Một người solo trong bóng xe B và cùng xem nào. Đó là vị trí của anh chàng Almazer. Đứng góc này là cũng hợp lý rồi và Fleet cũng đang móc máy ngay sau đó. Ôi, Alexip lên bảng thì tôi nghĩ khả năng rất cao là 4G sẽ có cho mình bao nhiêu thằng thứ 18 mà thôi. Mantu anh đã bắn được Amazon rồi kìa, nhưng vẫn còn đó rất nhiều chướng ngại, rất nhiều hiểm nguy. Bây giờ Zote lắc ra là đẹp, nhưng mà anh ta quyết định chưa chắc cố. Ôi, chưa có bảng nào cả. Vẫn đang là thi đấu vô cận. Ôi, 1v1. Cố lên Mantu ơi, cố lên nào. Cố lên, chúng ta sắp có
tỷ số 18-17 cho OG rồi kìa. Man Tu ơi, hãy bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Sẽ là những tình huống đấu trí của cả hai Hopper. Đang bắn rất nhiều, spam rất nhiều. Oh! Đó, kill cho Man Tu, một tiếng bắn ốp không tưởng của Man Tu và nó thực sự là như vậy. No scope và bắn quá kinh khủng, dã man. Chúng ta cùng xem lại, Man Tu xử lý quá gôn khéo. Một vết đài cứ là thành công, đó chỉ có thể là Man Tu. Một pha bắn mà tôi cứ nghĩ là chỉ được xem Simple xử lý thôi, hay là dài gù, nhưng không. Cái thế đấu hôm nay thì Man Tu mới là upper xuất sắc nhất ở cặp trận MEO3 giữa 4G với cả OG. Một cái match spoil gì nhất cho OG để có thể kết thúc trận đấu này sau khi họ đã lãng phí quá nhiều cái match spoil rồi. Và cùng xem nào, liệu OG có tận dụng được một cái match spoil duy nhất này không đây. Chỉ một lần duy nhất thôi. À mà giờ flash trắng quá, chạy được không? Không chạy được, không, vẫn có thể chạy được. Còn 39 HP, nhưng với cái việc Amazon cầm ốp thì 100 máu hay là 40 HP nó vẫn như nhau thôi. À mà giờ đang kéo ốp ra pick người, có thể cánh tay rồi và bắn ốp xịt. Cái giá phải trả là nằm xuống bởi flame gì. Jerry đang căn thao bên trong một quả flash bung rào, rất có thể Jerry sẽ nhảy ra. Không, quyết định là sẽ di chuyển an toàn về khu vực con chắc sân rồi. Bom sẽ vào sai thôi, nhưng Jerry đang bò trường quả sống một con chắc cực kỳ khéo. Đang căn thao mình đẩy, liệu quyết định bò ra hay không đây. Bom được đặt rồi, sẽ là một tình huống vẫn bò trong quả sống bốc này đến từ Jerry. Rất khó chịu, 1-0 để kinh quân cuối cùng có với cái mạng của Nico. 4 vét 4 cân bằng về người rồi. OG đến bình tĩnh lại, họ đang là người có bị lợi thế khi Vandy đang đi đẩy quái. Một tình huống móc của Vandy cực kỳ khôn khéo đi. Và làm gì đây, có double kill Kenzie kết thúc Vandy. Và chỉ có Alexis còn sống thôi. 1 vét 1, 1 vét 1, Alexis với cả cái tên Kenzie. Ai là người được chọn, ai sẽ là người chiến thắng đây? Kinh nghiệm của Alexis phải tỏa sáng, hay sẽ là tài năng trẻ Kenzie lên tiếng? 5 HP, Tham có đủ hay không? Liệu Tham có đủ cho hay không đây? 5 giây. Tôi nghĩ là Tham không kịp rồi. Không kịp, sẽ không kịp. Đầu thằng đã dành cho gì? Và sẽ là 19-17. Đó là Alexis. Một đầu thằng không tưởng. Thực sự là như vậy. Kinh nghiệm, bản lĩnh lên tiếng rất đúng thời điểm. Đó là Alexis. Chúng ta có 2 round yếu liên tục qua cả